Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha mọi người, 0334 830 843. Rồi em cập nhật cái danh sách món hàng còn ở dưới cái tiêu đề này, mọi người xem vô rồi mình liên hệ cho nó tiện nha. Đôi lúc cũng em cập nhật nó hơi trễ nha mọi người, tại vì thường xuyên đi ra ngoài thì nó sẽ không cập nhật kịp á, mọi người cũng thông cảm ha. Rồi hôm nay là cái video 99 giới thiệu một cái món hàng sau đây ha. Mọi người nhớ bấm vô nút đăng ký kênh đó, để có cái video mới đó, nó sẽ thông báo về cho mọi người nha. Rồi đầu tiên là đây, hai cái món như hình nha mọi người. Đây là cái cây đập thịt nè, đây nó bằng thép rất là nặng ha, chắc chắn xài rất là bền luôn. Còn cái này là một cái sắt trứng, sắt quả trứng của Nhật ha, thương hiệu là Kai nè, của Kai. Đây nó cắt cái quả trứng luộc của mình ra thành từng lát ha, nè bỏ quả trứng lên đây cắt ra. Rồi cái đây là nó có kích thước là 20 cm mọi người. Đây cái đầu này nó có kích thước là 4,5 phân nè, 4,5 phân đầu vuông bằng thép rất là nặng. Rồi hai món này có mã là 9901 nha, giá 250 nha. Bán chung hai món nha mọi người, em bán chung hai món nha, em không có xé lẻ ra mọi người. Rồi tiếp theo là cái cây cắt ống nhựa của thương hiệu là MMC Japan nè. Cái cây này nó còn rất là đẹp ha. Ở đây nó chưa có dấu xài nè mọi người, chưa có dấu xài nhiều ha. Đó, xài nhiều ở đây nó sẽ bong chóc cái màu sơn ở đây ha. Nè, lưỡi chưa mẻ ha. Đây em cắt thử cái ống nè, ống nước của Bình Minh đây, ống nhựa Bình Minh. Đó đây cái cây cắt ống này nó cắt được size ống là 27 nha mọi người, ống 27 ha. Đây cái lưỡi nè, đó cây này thân nó đúc bằng nhôm rất là đẹp và chắc chắn. Rồi cây cắt ống MMC Japan này có mã là 9902 ha, giá 350 ngàn. Tiếp theo là một cái cục sạc rất là đặc biệt cho mọi người xài cái cục pin cái dòng máy pin của Makita ha. Dòng máy pin mà từ 14V đến 18V, 14-18V. Qua cái cục này mà gắn vô cái cục pin của mình đó, nó sẽ chuyển thành cái hai cái cổng USB để mình sạc điện thoại ha. Đây cổng USB này nó ra là dòng sạc 2A 2A ha, dòng sạc điện thoại 5V 2A. Đó đây là cái đốc chuyển ha, nó còn rất là đẹp mọi người, như là chưa xài vậy. Rất là chắc chắn ha, nó chuyên cho dòng pin Makita thôi nha mọi người, nên Makita thì nó mới vô vừa cái này, mấy dòng khác thì em không bảo đảm nha, Makita thì vô ok. Đây là hai cổng USB. Đây là cái cài vô thắt lưng mình luôn ha. Rồi cái đầu chuyển ra USB cho cục pin Makita này có mã 9903 nha. Giá bán là 300.000. Rồi tiếp theo một cái bộ cưa sắt của Nhật. Đây bộ cưa. Người gắn lưỡi vô như thế này ha. Đó. Cái bộ cưa này nó gồm một cái thân cưa nè. Dưới ba cái lưỡi nha mọi người. Đây là ba cái lưỡi ha. Đó. Cái lưỡi của Nhật nha mọi người. Đây kích thước của cái cưa này là 25 cm nha. Rồi một bộ cưa ba cái lưỡi ha. Rồi cái bộ ba lưỡi cưa này ha. Ba lưỡi cưa với cái cán cưa của Nhật. Có mã là 9904 nha, giá bán là 250.000. Rồi tiếp theo về một cái cây chuốt dây điện nữa. Chuốt dây điện của Vercel. Đây hộp số dây nè, 0.5, 1.2, 1.6, 2.0. Cái dòng chuốt này rất là thông dụng ha mọi người. Đây lưỡi rất là đẹp. Lưỡi còn nguyên ha. Chuốt rất là bén. Vercel. Đặc biệt cái cây này nó còn nguyên cái cử nè. Mọi người sẽ chỉnh cái cử này để mình làm việc nhiều á, là mình cần chút một cái cỡ dây nó nhiều đồng lọt, mình sử dụng cái cử này ha, đút vô nó đụng cái cử này thì nó chuốt sẽ đều với nhau. Đó. Đó là chắc chắn. Dòng này xài rất là bền ha. Thằng nó bằng nhôm đúc ha, xài rất bền, lưỡi bằng thép. Đây cây này có kích thước là 17.5 cm ha. Vừa tay rất là dễ xài. Rồi cái chuốt dây điện Vercel này có mã 9905 nha, giá bán là 350.000. Rồi tiếp theo về được một mớ cưa này mọi người. Nguyên lô cưa cành của Nhật. Đây. Cưa cành của Nhật ha. Cưa cành cán gỗ của Nhật. Cái lô này em chưa vệ sinh luôn nha mọi người. Giờ thì em bán luôn. Và nó tình trạng lưỡi thì nó còn rất là bén ha. Lưỡi còn bén đều. Không có mẻ gì hết á. Đây. Lưỡi còn rất là bén. Đều hết nha, rất là bén. Rất bén luôn. Hầu như nó xài 1-2 lần mọi người. Đây. Nó rất là bén nha. Rồi cưa cành của Nhật ha mọi người. Đây là dòng cưa cành cán gỗ của Nhật. Hàng nội địa Nhật ha. Cây này có mã là 9906 nha. Cưa cành này là 150.000 một cây mọi người. Chưa vệ sinh mọi người. Lưỡi thì còn rất là bén. Đây nó chỉ dơ xét sơ ở ngoài thôi nha mọi người. Mọi người bôi dầu vô là xài khỏi gần ấy cũng được. Không chà gì hết. Bôi dầu vô là xài nó sẽ không có bị rỗ xét lên nữa. Lưỡi nó bằng thép rất là xịn ha. Nhật rất là bén. Rồi giá 150.000 một cây mọi người. Mã là 9906. Rồi tiếp theo em về được một cái lưỡi dao của Nhật. Này cái lưỡi dao nó làm cái lưỡi dao ghép nha. Đây tình trạng lưỡi nè. Chưa có mài lận ha, nó xài rồi chưa có mài lận mọi người. Này mọi người xài thì liếc lại sẽ rất là bén, để không vậy thì nó cũng bén đó, nhưng liếc lại thì nó xài sẽ ngon hơn ha. Nó lưỡi còn nguyên là nó không có mẻ ha mọi người, nó liếc lại thì xài. Đây còn nguyên viên trên cái mũi luôn nè. Đó, tình trạng cái mũi. Rồi kích thước nó là 18cm nè. Cái phần lưỡi này nó là 5cm. Đây, 5,5. Rồi cái lưỡi dao Nhật này có mã là 9907 nha, giá 150.000. Tiếp theo về được hai cây cạp nè. Hai cây cạp bonsai của Nhật ha. Như một cây cắt cành. Rồi đầu tiên là cây cạp này. Đây nó bị mẻ như thế này nè. Đó. Cây cặp xéo ha. Đây hàng nội địa Nhật ha, hãng Nhật nè. Tình trạng thì nó còn khá là cứng. Cứng cáp ha, nó chỉ mẻ. Để như này thì mình bấm nó cũng vẫn được đó, nhưng mà mình muốn ngon thì mình sửa nó lại, mài lại ha. Đó. Em thì không, bên em không có mài lại. Đây tình trạng này. Rồi kích thước cây cạp này là 20cm nha. Đây cái này như nó là nó chưa có sữa nha mọi người. Đây nó đang sử dụng luôn, chưa có sữa lại ha, còn rất là cứng. Rồi cây này có mã là 9908 nha, giá 450.000. Rồi tiếp theo một cây cái cặp bầu. Đây cái cặp bầu. Cặp bầu rất là thông dụng, sử dụng thôi mọi người. Xài nó rất là tiện. Đây tình trạng cái lưỡi nó như thế này nè. Đó. Đã sử dụng và đã như có mài á mọi người. Đó. Đó tình trạng đó. Đây cũng còn rất là khá là cứng ha. Không có độ gơ nhiều nha mọi người. Đây cũng là một hãng của nội địa Nhật. Nhìn thép rất là tốt không mọi người. Cây này size nó là 20cm luôn. Nó có bọc một cái lớp cao su cho mình cầm nó im tay ha. Đây dạng là cặp bầu nè. Đó. Cây này có mã là 9909 nha, giá là 600.000. Rồi tiếp theo một cây cắt cành thép đúc của Nhật ha. Đây cái cành thép đúc. Cán đúc quá mọi người. Này cán nó đúc liền với lưỡi. Tán nó bằng đồng luôn nè, tán này là chưa có sữa mọi người. Tình trạng là gơ rất là ít. Khá ít ha. Này mọi người mài lại sẽ rất là ngon. Đây là tình trạng nó đang sử dụng chưa có mài lại. Đây. À. Mũi còn nhọn luôn. Đó. Đây là đứt cái dây khóa, dây bằng da ha. Đây là dây là bấm lại. Bấm vô. Cây này có kích thước là đây size nó là 18cm mọi người, 18cm. Rồi cái cây cắt cành cán đúc này có mã là 9910 ha, giá 300.000. Rồi đây cũng là món cuối cùng, em kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ.